Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 114. Chương 1131, Lục Vạn. Năng lực tu chân ở phương diện này đã đủ dùng rồi. Hắn thêm đoạn ký ức này vào chỉ là vì để tu chân cân bằng mà thôi. Tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng của tu chân kia, hắn thật sự không muốn giữ lại thêm một khắc nào. Để ta xem thử. Lý Hỏa Vượng đi ra khỏi trung âm miếu, Nhân Thiện ngồi xuống ngay tại một quán trà bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm công pháp ban đầu của tọa vong đạo. Nhưng mà nhìn vào biển kinh trong đầu, Lý Hỏa Vượng rơi vào trầm tư. Tọa vong đạo vừa mới bắt đầu không nói luyện công như thế nào, không nói vận công như thế nào, vậy mà trước tiên đi học làm một tên lừa đảo chân chính như thế nào. Tiểu tử, đừng học vẹt, nếu cứ học theo biển kinh thì chẳng học được gì cả đâu, để ta dạy ngươi, tọa vong đạo chúng ta đâu thể gạt người. Lý Hỏa Vượng ngồi trong quán trà vừa uống trà, vừa nhìn Lục Vạn trước mắt nói những lời khiến người ta kinh hãi này. Gạt người vĩnh viễn là cấp thấp nhất, muốn gạt, phải để cho tự bọn họ lừa gạt chính mình. Một vị để ria mép vẻ mặt gian xảo tiếp tục giải thích với thiếu niên trước mắt. Chỉ cần có thể để cho bọn họ tự lừa gạt mình, cho dù là lời nói dối hoang đường nhất, bọn họ đều cảm thấy là thật. Đúng lúc này, một vị lão phụ nhân tiểu tụy dị thường, xách giỏ thức ăn đi qua trước mặt quán trà. Ngươi nhìn Lưu thị này xem, tướng công bà ta đi làm đại đầu binh, hơn 10 năm vẫn chưa trở về, chỉ cần đầu óc không ngốc. Đều biết sẽ không về được, nhưng bà ta vẫn không tin, luôn cảm thấy tướng công mình có thể trở về. Đây là tự mình lừa mình, ngươi thậm chí cũng không cần biết tướng công bà ta trông như thế nào. Loại người càng không đi ra được này càng dễ lừa, ngươi xem kỹ nhé. Lục Vạn nói xong lấy tay lau lên mặt, một lão khất cái bộ tóc trắng xóa, quần áo tả tơi liền xuất hiện trước mặt Lý Hỏa Vượng. Cong một tiếng, Lục Vạn đập một lỗ ở cái chén trong tay ra, run rẩy đi về phía lão phụ nhân kia. Bởi vì cách xa, Lý Hỏa Vượng không nghe thấy tiếng, hắn chỉ nhìn thấy Lục Vạn nói mấy lời thăm dò đối với lão phụ nhân kia. Ngay sau đó tay phụ nhân kia tuột ra, giỏ thức ăn lập tức rơi xuống đất, kích động nhào tới, bắt đầu gào khóc. Xa cách lâu ngày gặp lại, hai người kích động chảy nước mắt, dựa sát vào nhau đi về nhà. Không lâu sau, Lục Vạn đã trở lại, dáng vẻ hắn ta cũng không biến trở lại, vẫn là dáng vẻ của lão khất cái. Thấy chưa, chỉ đơn giản vậy thôi, ngươi cũng không lừa bà ta cái gì mà. Lý Hỏa Vượng tách mấy hạt đậu phộng ném vào trong miệng mình. Ai nói không lừa? Chỉ cần ta muốn, bà ta sẽ cung phụng ta cả đời ăn sung mặc sướng, dù cho bà ta chết. Con trai bà ta không muốn bị hàng xóm láng giềng mắng là bất hiếu, hắn cũng phải ngoan ngoãn dưỡng lão chăm sóc cho ta đến cuối đời. Chiêu này gọi là tu hú chiếm tổ chim khách, một vài lão lừa đảo không có con cái đi lừa mệt rồi, sẽ dùng chiêu này an hưởng tuổi già. Lý Hỏa Vượng bưng một chén trà lên uống một ngụm, sớm chiều ở chung, ngươi không sợ bà ta phát hiện ra có gì không đúng, dù sao cũng là tướng công của mình. Ây già, đây chính là chỗ tuyệt của chiêu này, ngươi nghĩ thử xem, một lão nữ nhân phát hiện ra vấn đề không đúng thì thế nào, bà ta dám vạch trần ra sao? Dưới tam cương ngũ thường, bà ta dám nói với những người khác, tướng công mình chờ đợi được trong mười mấy năm, nam nhân bầu bạn với bà ta tận mấy tháng trên giường kỳ thực là một tên lừa đảo. Bà ta chẳng những không chờ đợi tướng công của mình, còn bị một người xa lạ làm bẩn sự trong sạch, khiến nhà chồng mất mặt. Nếu chuyện này nói ra ngoài, hàng xóm láng giềng đều có thể chỉ trỏ xỉa sói bà ta còn sống được không? So với kết cục tuyệt vọng này, tự lừa mình rằng có lẽ do mình nghĩ quá nhiều, có phải sẽ dễ tiếp nhận hơn? À, tiền bối, ngươi thật đúng là súc sinh. Súc sinh sao? Người và súc sinh chẳng phải đều làm từ thịt, người chính là súc sinh. Nhân nghĩa lễ nhạc gì đó đều là nói nhảm. Cũng bởi vì có người tin nhiều lời nhảm nhí như vậy, tọa vong đạo chúng ta mới còn có thể dễ đùa bỡn người như vậy chứ. Lục Vạn đặt trà xuống, nói tiếp, tọa vong đạo chúng ta muốn chơi thì phải chơi lớn, đùa bỡn càng lớn, thay đổi đối với người khác càng lớn, chúng ta có thể nhận được càng nhiều phi cương từ chỗ thiên tôn hơn. Phi cương? Lý Hỏa Vượng hỏi với vẻ kinh ngạc. Tùy ngươi gọi nó là gì, chính là một thứ như vậy. Dù sao ta gọi nó là phi cương, có thứ này,
chúng ta có thể sử dụng công pháp thần thông tọa vong đạo. Đơn giản một chút, dịch dung huyễn thuật đều được, phức tạp một chút thì lợi hại rồi, làm ám kỳ làm con rối sống. Hơn nữa, ngươi càng lừa càng hăng, càng lừa càng thú vị càng hăng. Thuật lừa gạt cũng tự nhiên càng ngày càng cao. Thì ra là có chuyện như vậy, đa tạ tiền bối dạy dỗ. Nghe đối phương nói, Lý Hỏa Vượng lộ ra một tia khát vọng đối với thần thông. Chương 1132, Tọa Vong Đạo, 1. Nhưng nhớ kỹ, tọa vong đạo chúng ta là có đạo đức, không thể nói chỉ vì phi cương mà gạt người, vậy thì quá tục, người sống trên đời, chúng ta gạt người quan trọng nhất là vì vui. Vì đùa bỡn, chỉ cần đùa hay, vậy phi cương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đùa giỡn người khác kiếm chút phi cương thì tính là gì, có thể làm cho chúng ta vui vẻ thoải mái, vui vẻ cười ra tiếng, đó mới gọi là năng lực. Nói rất đúng, Lục Vạn Huynh, ta sinh ra đã thích đùa giỡn, cho nên ta mới gia nhập tọa vong đạo. Ôi chao, thằng nhóc này được đó, nhanh vậy đã thức thời rồi. Có điều muốn gạt ta còn kém chút, ta biết ngươi đấy, ngươi không phải tự mình chạy tới gia nhập tọa vong đạo. Tọa vong đạo chúng ta kéo người, từ trước đến nay là dựa vào lừa gạt, ngươi là bị người khác lừa gạt làm tọa vong đạo. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng không nói lời nào, Lục Vạn nói tiếp, không sao, cái này chẳng có gì ghê gớm, ta năm đó cũng là vào như vậy, cho dù là lão đại xuất sắc hiện tại, cũng y như vậy. Lý Hỏa Vượng cười cười, cho lừa thật sự có chút vụng về, ta không định làm gì cả, chỉ muốn thử xem, nếu lừa được ngươi, có thể có bao nhiêu phi cương. Ồ, ra là vậy, muốn phi cương à, không nói sớm, ta vừa hay có một ván, chúng ta kết hợp làm, thấy thế nào? Chỉ cần xong chuyện, phi cương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lục Vạn nói xong bưng trà lên uống một ngụm, sau đó ngửa đầu như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lý Hỏa Vượng, lúc ta gạt người đó, ngươi hạ độc vào trong chén của ngươi rồi. Không có a, Lý Hỏa Vượng vô cùng điềm tĩnh nói. Ngay sau đó hai người nhìn nhau cười, đồng thời giơ chén trà lên, chạm mạnh một cái, nước trà của hai người dâng cao lên trong không trung, lại bắn vào trong chén trà của đối phương, ngay sau đó hai bên uống một hơi cạn sạch. Lục Vạn chép miệng vài cái, độc này không được, hơi kém một chút, thứ kiểu như độc thế này vẫn là mấy nữ nhân trong trại am hiểu. Lý Hỏa Vượng không đáp lời, trực tiếp hành lễ với Lục Vạn, được, ván này ta theo, đa tạ Lục Vạn tiền bối dìu dắt, ván này chúng ta lừa thế nào? Cái này sao có thể gọi là lừa gạt chứ? Đây là đi giúp người, chúng ta đi. Nhìn thấy Lục Vạn rời khỏi bàn, Lý Hỏa Vượng cũng đi theo. Hai người một trước một sau, đi trên đường phố sạch sẽ, không khác gì với đám người đi lại kia. Tiền bối, chúng ta đây là muốn đi giúp ai vậy? Lý Hỏa Vượng hỏi. Chúng ta đương nhiên đi giúp người tốt, ta nói cho ngươi biết, phi cương này, lừa những người khác nhau, phi cương kia cũng có nhiều có ít. Thấp nhất chính là loại phàm nhân đó, hơi cao một chút chính là biết chữ qua vỡ lòng, sau đó mà thì là người của triều đình, sau đó nữa là những kẻ bảng môn tả đạo kia. Dù sao thì, ảnh hưởng này càng lớn, sẽ cho càng nhiều phi cương. Ồ, thì ra là thế, vậy tiền bối, nếu chúng ta lừa được hoàng đế, chẳng phải sẽ được cho nhiều nhất. Đương nhiên rồi, ngươi có biết xúc sắc lão đại hiện giờ của chúng ta là vì chuyện gì mà ngồi lên xúc sắc không? Nghe thấy Lục Vạn nhắc tới người cao nhất của tọa vong đạo, Lý Hỏa Vượng không khỏi sốc hết tinh thần lên, vẫn mong tiền bối giải thích nghi hoặc, ông ta làm sao lên làm xúc sắc được. Chính là bởi vì, ông ta đùa bỡn một tiểu quốc đến triệt để chẳng còn, nhìn xem, người cả một nước đều bị ông ta lừa. Thật không uổng là xúc sắc lão đại a. Lục Vạn chắp tay sau lưng, trong mắt tràn ngập khát vọng. Nếu như đi lừa đại lương, vậy chẳng phải ông ta có thể kéo đấu mẫu thiên tôn từ trên vị trí đó xuống, tự mình ngồi lên rồi sao? Trong sự tưởng tượng mặc sức của Lục Vạn, một phủ đệ uy nghiêm xuất hiện trước mặt hai người, là chỗ này. Chúng ta lừa thế nào? Vẻ mặt Lý Hỏa Vượng có chút khẩn trương. Lục Vạn trên dưới đánh giá đạo bào trên người hắn một chút, sau đó cười ha hả, khi tay quệt lên người một cái. Tên khất cái lôi thôi kia trong nháy mắt biến thành một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt, trực tiếp cười ha hả xông vào bên trong, tùy cơ ứng biến. Nhìn thấy gia đình ngăn cản mình, Lục Vạn cũng không nhìn, trên mặt lo lắng xen lẫn sốt ruột, lão phu nhân nhà ngươi hôm nay chúng ta, muốn bà ta sống thì đừng cản đường, nhanh chóng đưa ta đi gặp bà ta. Gia đình hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không ra người trước mắt làm sao biết được. Tránh ra,
Giam Thiên Tư làm việc, ngươi còn ở chỗ này lề mề cái gì? Lục Vạn nói xong, trực tiếp đưa tay đẩy một cái lên người hắn, gia đình kia nháy mắt bị đẩy khỏi mặt đất, trực tiếp treo trên tường. Nói xong, Lục Vạn dẫn theo Lý Hỏa Vượng xông vào bên trong. Cũng không biết có phải Tư Thiên giam Lục Vạn kia có tác dụng hay không, bọn họ thuận lợi đi tới nội viện. Vừa tới nội viện, bọn họ liền nhìn thấy có một chỗ cửa dán đầy phù lục, bên ngoài cũng đầy người đang vây xem náo nhiệt. Đều tránh ra cho ta. Lục Vạn trực tiếp đẩy đám người ra đi vào. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1133, Tọa Vòng Đạo 2. Lý Hỏa Vượng vừa mới đi vào, liền nhìn thấy một thiếu nữ bị trói trên giường, sợ hãi đến phát run cả người. Mà những người khác trong phòng dường như là người nhà của thiếu nữ này, vẻ mặt đau lòng cùng lo lắng. Hỏng bét, tuy phách vào tim rồi. Lục Vạn lập tức vọt tới bên giường, trực tiếp lấy ra đạo linh chuôi là đinh ba kích từ trong ngực, vây quanh thiếu nữ lắc lư kịch liệt. Chư vị đừng hoảng hốt, chúng ta là giam Thiên Tư, lệnh ái rất nhanh sẽ không có việc gì. Lý Hỏa Vượng nói tiếp, thật tốt quá, chư vị tiên sư, các ngươi rốt cuộc đã tới, mau cứu con gái của ta đi. Nhìn thấy chủ gia hoang mang lo sợ tin tưởng lời mình nói, Lý Hỏa Vượng vừa định bổ sung thêm chút gì đó. Một vị tráng hán dáng người vạm vỡ, trong mắt mơ hồ mang theo sát khí đi tới trước mặt hắn, giam Thiên Tư. Đưa yêu bài của các ngươi cho ta xem. Ngẩng đầu nhìn đại hán cao hơn mình hai cái đầu, Lý Hỏa Vượng trấn tĩnh gật đầu, đưa tay sờ vào trong ngực. Ngay vào lúc hắn mò được một thứ, vừa chuẩn bị lấy ra, bên chỗ giường truyền đến giọng nói của Lục Vạn, đồ nhi mau tới đây, trợ giúp sư phụ một tay. Nghe thấy câu này, Lý Hỏa Vượng lập tức ngưng sắc mặt, vội vàng xoay người chạy đến sau lưng Lục Vạn, hai tay bấm quyết nhanh chóng lẩm bẩm mấy tiếng, trực tiếp phủ lên lưng Lục Vạn. Mà bị Lý Hỏa Vượng vỗ như vậy, Lục Vạn bỗng chốc như được tiêm thuốc kích thích, gân xanh trên trán nổi lên. Một cuộn dây đỏ dán phù lục màu vàng được hắn ta móc ra, ngón tay búng một phát, nối thẳng vào tóc của thiếu nữ. Linh Bảo Thiên Tôn an úy thân hình đệ tử hồn phách ngũ tạng huyền minh. Thanh Long Bạch Hổ đội trưởng phân vân Chu Tức Huyền Vũ thị vệ thân hình. Khi hắn ta đọc xong, thiếu nữ kia hai mắt trợn trắng, thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội hơn, dường như có vật gì đó muốn từ bên trong chui ra. Bỗng nhiên hắn ta lại móc từ trong ngực ra một tòa tháp tiền đồng, trực tiếp đặt ở giữa hai bên dây màu đỏ. Khi một luồng ánh sáng trắng chảy dọc theo cơ thể thiếu nữ vào trong dọc theo dây màu đỏ, chuông to bằng hạt gạo bên cạnh tiểu tháp linh lung kia lập tức rung lắc dữ dội. Đồ nhi đón tháp, hồn phách nữ tử này được ta dùng tháp bảo vệ, tuyệt đối không thể động lung tung. Lục Vạn ném một cuộn dây đỏ trong tay vào tay Lý Hỏa Vượng. Sau khi nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đè cái tháp nhỏ này lại, Lục Vạn kéo theo thiếu nữ đã bắt đầu bốc khói đen không ngừng lôi ra bên ngoài. Khi sợi dây đỏ càng kéo càng dài, rất nhanh thân ảnh của Lục Vạn và thiếu nữ đã không thấy tăm hơi. Ở chỗ đó chỉ còn lại Lý Hỏa Vượng đang đè chặt tháp linh lung nhỏ và cả sợi dây đỏ không ngừng run rẩy giữa không trung. Những người khác trong phòng đều vô cùng khẩn trương nhìn theo Lý Hỏa Vượng ở thời khắc này và cả tháp nhỏ trong tay hắn. Bọn họ đều nghe thấy cả, thứ này là để bảo vệ hồn phách nữ nhi bọn họ dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ. Lý Hỏa Vượng căn bản không thể động đậy chút nào, tiếp tục cùng với bọn họ chờ đợi Lục Vạn quay lại. Thời gian trôi qua từng chút một, nhìn thấy tiếng chuông trong tháp nhỏ linh lung dần dần thay đổi, mọi người lập tức trở nên lo lắng. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Lý Hỏa Vượng, những người khác cũng không dám đặt câu hỏi, sợ sẽ làm cho tiểu đạo trưởng thất bại. Lão gia không ổn rồi. Một gia đình thở hổn hển xông vào. Lão gia, lão đạo sĩ kia càng chạy càng xa, đợi khi ra khỏi cửa thành, hắn trực tiếp kéo sợi dây đỏ trên người tiểu thư, chui vào trong rừng. Chúng ta cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Cái gì? Ngay khi nam chủ gia hiện ra vẻ mặt khiếp sợ, nữ chủ gia bên cạnh trực tiếp ngất đi. Ngay sau đó tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Lý Hỏa Vượng đang đè tháp. Nhìn ánh mắt bọn họ đang nhìn mình chăm chú, Lý Hỏa Vượng buông tay ấn tháp nhỏ ra, nhấc lên xem thử, phát hiện bên trong căn bản không có gì. Lý Hỏa Vượng lập tức hiểu ra tính toán của đối phương, những gì trước đó đối phương nói đều là giả, ngay từ khi bắt đầu hắn ta đã không muốn hợp tác với mình. Hắn ta mang theo mình tới đây cùng bày trò lừa, có ý định để mình ở lại đây, để trấn an những người này,
mình chỉ là công cụ cho hắn ta lừa gạt mà thôi. Mắt thấy trước mắt người đông như kiến, Lý Hỏa Vượng khẽ mỉm cười, đừng nóng vội. Nói xong, hắn dùng tay kéo mặt mình xuống, khuôn mặt của thiếu niên đó bị kéo xuống, để lộ ra khuôn mặt của một thiếu nữ. Khi thiếu nữ này nhìn những người nhà trước mắt, lập tức trợn trắng mắt ngất đi. Mà Lục Vạn giờ phút này đã chạy ra ngoài hơn 50 dặm, hắn ta cười to, vừa nghĩ tới biểu cảm của tiểu tử kia sau khi phát hiện bản thân bị lừa, cười đến chảy cả nước mắt. Tiểu tử, kiếp sau nhớ kỹ một chút, chúng ta chính là tọa vong đạo. Không có quy củ tiền bối dẫn dắt hậu bối gì cả, quy củ của tọa vong đạo chỉ có một, bị lừa chính là đáng đời. Ha ha ha. Chương 1134, thật hay giả, 1. Lục Vạn tiền bối, cô nương kia không phải là Nhất Tâm Đà sao? Có đến mức vui vậy không? Thanh âm của Lý Hỏa Vượng vang lên từ trong ngực hắn ta. Cái gì? Lục Vạn đang ôm lấy thiếu nữ vừa có phản ứng, trong nháy mắt cảm giác được ngực mình đau nhói. Lục Vạn khó khăn quăng thiếu nữ trong ngực mình ra ngoài, đợi đến khi hắn ta cúi đầu nhìn lại, phát hiện một thanh phục ma sử từ ngực của mình xuyên thấu ra khỏi người. Ngay sau đó hắn ta lần nữa ngẩng đầu lên, khiếp sợ phát hiện thiếu nữ trước đó kia kéo ra mặt xuống, lộ ra khuôn mặt kia của Lý Hỏa Vượng. Ha ha, tiểu tử ngươi thật âm hiểm. Lục Vạn biểu cảm đau khổ ôm lấy vết thương đang chảy máu của mình, trực tiếp lật khớp xương tay xoay lại, nắm vào cái chuôi sau lưng mình, ý đồ rút kim cương sử đã cắm vào cơ thể mình ra. Nhưng mà hắn ta phát hiện mặc kệ mình dùng biện pháp gì, chính là không rút ra được, phục ma kim cương sử kia phảng phất như hoàn toàn hàn chết trong cơ thể mình. Đừng thử nữa, Lục Vạn tiền bối, ha ha ha, không rút ra được đâu, bản thân ta là tọa vong đạo. Ta đã sớm biết ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì, đây chính là pháp lý ta tốn tinh lực lớn để lừa tới, chính là để chuyên môn đối phó ngươi. Lý Hỏa Vượng nhàn nhã lững thững đi tới bên cạnh Lục Vạn. Lục Vạn âm tình bất định nhìn thiếu niên trước mắt, ngươi lúc trước đều là giả vờ nhỉ. Có thể thoải mái vận dụng phi cương như thế, ngươi cũng không giống như mới vào nghề, ta vậy mà lại tin mấy lời giả dối của ngươi. Ngươi giả vờ làm hậu bối trước mặt ta, chính là để tính kế ta. Ngươi biết ta bày một ván, sau đó lại tương kế tự kế. Nói đến đây, Lục Vạn khen ngợi gật gật đầu, tốt, sóng sau mạnh hơn sóng trước a. Tọa vong đạo chúng ta quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngươi thắng ta thua, nữ tâm đà kia thuộc về ngươi. Ta không giành với ngươi nữa. Lý Hỏa Vượng lắc đầu, chậm rãi đi về phía hắn ta, Lục Vạn tiền bối nói đùa rồi, ta muốn tâm đà có ích lợi gì. Ngươi hẳn là biết ta muốn cái gì. Thực ra nói một cách nghiêm túc, hiện giờ ngay cả một thân phận ta cũng không có, vẫn không được tính là tọa vong đạo. Lục Vạn dường như hiểu được đối phương muốn nói gì, trên mặt lộ ra một tia kích động, theo bản năng lấy tay sờ vào mặt mình, hậu bối âm hiểm này muốn mặt của mình. Lý Hỏa Vượng móc ra một thanh chủy thủ, đi về phía Lục Vạn, hắn ta còn muốn phản kích, nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn, rất nhanh đã bị Lý Hỏa Vượng tháo tứ chi xuống không thể động đậy. Nhìn Lục Vạn nằm dưới đất mặc người chém giết, Lý Hỏa Vượng khom lưng trực tiếp ngồi trên ngực hắn, tay phải bóp cổ hắn, giơ dao găm trong tay lên bắt đầu cắt xuống theo mép da mặt. Ngươi có biết ta vì ngày này đã lên kế hoạch bao lâu không? Vì ngày này âm thầm giám sát ngươi bao lâu? Ta biết ngươi có bao nhiêu ám kỳ, ta biết ngươi có bao nhiêu đường rút, ta càng biết ngươi còn có một đứa con trai. Lý Hỏa Vượng cắt ra mặt lão đạo sĩ, trực tiếp dán lên mặt mình, ngay sau đó thanh âm của hắn cũng trở nên uy nghiêm già nua giống như lão đạo sĩ. Có điều cái này đều không liên quan đến ngươi, bởi vì hiện tại cái này đều là của ta. Lý Hỏa Vượng lột một gương mặt ria mép khác xuống, cũng đắp lên mặt mình. Bây giờ ám kỳ của ngươi là của ta, đường rút của ngươi là của ta, thậm chí con trai của ngươi cũng là của ta. Từng tấm da mặt bị lột ra, một lần nữa dán lên mặt Lý Hỏa Vượng, cuối cùng chỉ còn lại một tấm gương mặt khối vuông máu thịt bầy hầy vẽ hình Lục Vạn, tay Lý Hỏa Vượng vẫn không dừng lại. Ha ha ha, đừng trách ta, tọa vong đạo chúng ta chỉ có quy củ này. Chỉ cần có thể lừa tất cả mọi người đều cho rằng ta là Lục Vạn, vậy ta chính là Lục Vạn. Lý Hỏa Vượng đắp tấm da người cuối cùng của Lục Vạn lên mặt mình, trực tiếp một đao lướt qua cổ tên không có bất kỳ mặt mũi nào trước mắt này, cho nên hiện tại. Ngươi không phải Lục Vạn, ta mới là Lục Vạn. Nhìn hận ý trong mắt đối phương, Lý Hỏa Vượng nhếch môi thoải mái cười ha hả, tiền bối, ngươi nói không sai, đùa bỡn người này thì phải chơi lớn. Rất thoải mái a, ha ha ha.
Trên mặt Lý Hỏa Vượng đang cười lớn biến đổi nhanh chóng giống như lật sách, cuối cùng biến trở về khuôn mặt kia của Lý Hỏa Vượng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó lại chậm rãi mở mắt, rút suy nghĩ của Tọa Vong Đạo từ trong ký ức ra. Trong căn phòng thượng đẳng của khách điếm yên tĩnh, Lý Hỏa Vượng ngồi trên ghế, nhớ lại ký ức vừa rồi. Thông qua kinh nghiệm vừa rồi, lý giải của Lý Hỏa Vượng đối với Tọa Vong Đạo lại nhiều thêm một phần. Phải gạt người mới có thể đạt được phi cương sao? Sau đó lại dùng phi cương vận hành công pháp Tọa Vong Đạo. Lý Hỏa Vượng ngẫm nghĩ ký ức vừa rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1135, Thật hay giả? 2. Là Hồng Trung trong quá khứ, hắn cũng đã sớm học được các loại thần thông tu giả của Tọa Vong Đạo, công pháp gì đó đều không vấn đề, thứ hắn cần hiện giờ là phi cương. Nhưng khác với tiên thiên nhất khí vốn có của tâm tốc, phi cương cần mình đi gạt người mới có thể có. Vì thoát khỏi tác dụng phụ của tu chân, hắn nhất định phải tu giả, nhưng lừa gạt như thế nào phải suy nghĩ cẩn thận, dù sao Lý Hỏa Vượng cũng không phải thật sự muốn trở thành Tọa Vong Đạo. Lý Hỏa Vượng nhìn thoáng qua, Lý Tuế nằm ngửa bốn chân giơ lên trời trên giường, đi theo ra ngoài. Cha, cha đi đâu? Trong nhà cẩn thận, lát nữa ta sẽ về. Tòa đô thành của Thanh Khâu này tuy rằng mùi vị gay mũi, phân trâu phân ngựa khắp nơi, nhưng dù sao cũng là thành trì ít có của Thanh Khâu. Cho dù hôm nay đang khai chiến với Pháp giáo, nhưng vẫn người đến người đi rất náo nhiệt như cũ. Lừa người, lừa như thế nào đây? Lý Hỏa Vượng nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy hàng vỉa hè bên cạnh ngồi xổm xuống. Chủ quán Thanh Khâu, kia nhìn khuôn mặt không giống với người Thanh Khâu của Lý Hỏa Vượng, lắp bắp dùng tiếng địa phương hỏi, muốn. Muốn cái gì? Nhìn trên quầy hàng, tùy ý bày lược sừng dê và đồ trang trí, Lý Hỏa Vượng cầm lên sờ sờ. Hắn nhìn khuôn mặt thật thà chất phác đầy nếp nhăn của đối phương, miệng há hốc, cuối cùng vẫn buông đồ trong tay xuống. Ai? Phải làm chuyện trái với thói quen của mình, Lý Hỏa Vượng cảm thấy vô cùng không quen. Ngay khi Lý Hỏa Vượng đang suy nghĩ mình nên làm như thế nào, thính giác nhạy bén của hắn nghe được một số thanh âm trong tiếng thét không giống nhau. Dân chúng bình thường không phải là đối tượng tốt để lừa gạt, vậy mình có thể tìm một số kẻ xấu đến lừa gạt, ít nhất như vậy trong lòng hắn dễ chịu một ít, cũng coi như là thay trời hành đạo. Lý Hỏa Vượng theo thanh âm đi tới, rất nhanh liền nhìn thấy ở một góc của ngõ nhỏ, mấy thiếu niên Thanh Khâu đang cầm đao sừng trâu, đang vây quanh một nam nhân. Người đàn ông kia thoạt nhìn màu da không giống người Thanh Khâu, làn da rõ ràng trắng hơn bọn họ, dường như là nơi khác chạy nạn tới. Có lẽ, nơi này có thể thử xem. Lý Hỏa Vượng đi về phía bọn họ. Ụ, cháy rồi. Nghe thấy tiếng ho nhẹ, những thiếu niên Thanh Khâu kia xoay người lại, liền nhìn thấy mặt đất dưới chân Lý Hỏa Vượng, vậy mà cháy lên lửa lớn hừng hực. Khi Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng vỗ xuống đất, hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn về phía bọn họ, dọa cho những người này gào khóc thảm thiết trèo tường chạy trối chết. Đợi sau khi bọn họ đều đi rồi, Lý Hỏa Vượng sững sờ tại chỗ một hồi, nhưng cũng không thu được bất cứ cái gọi là phản hồi phi cương. Chuyện là thế nào, ta rõ ràng đã lừa bọn họ, tại sao không được chứ? Nhưng hắn lập tức hiểu ra, tuy rằng mình đã dọa được bọn họ, những ngọn lửa kia xác thực do mình tu chân tu ra. Những ngọn lửa kia là thật, thật sự có thể thiêu chết bọn họ, cái này không gọi là gạt người. Vậy nếu như ta dùng tu chân để tu giả thì sao? Không đúng, nên là giả tượng thật mà ta tu ra đi lừa gạt bọn họ. Ta tu là thật, là giả. Lý Hỏa Vượng không khỏi nhíu mày, hắn có chút tự làm mình choáng váng. Lý Tuế đánh xe ngựa, chậm rãi đi trong hẻm nhỏ tại một chỗ hẻo lánh, mà phía sau nó vừa vặn có hai người. Một vị là người gầy râu ria lởm chởm, một vị khác lại là Lý Hỏa Vượng đã thay đổi một thân trang phục. Mà người gầy thích cắt hà bao của người khác này chính là mục tiêu của Lý Hỏa Vượng. Cùng với sự sóc này của xe ngựa, một cái bao lớn bằng quả bưởi từ phía sau thùng xe dần dần sóc ra, ánh bạc bên trong lập tức thu hút tên gầy mắt la mày lét đó tới. A, à, khi dây roi run lên, Lý Tuế điều khiển xe ngựa nhanh hơn, bao vải hoa kia theo đó nảy ra, cuối cùng rơi xuống đất, khiến một mẩu bạc vụn trong đó rải ra ngoài. Ngay sau khi xe ngựa của Lý Tuế nhanh chóng đi xa, Lý Hỏa Vượng đứng ở phía trước nhất lập tức vọt tới, nhặt bao bạc kia lên. Ngay sau đó hắn nhìn trái nhìn phải, hễ, xịt một tiếng về phía người gầy đang nhìn chằm chằm mình, hạ giọng nói, xịt.
Đừng lên tiếng, chúng ta qua bên kia chia của. Túi bạc này mỗi người một nửa. Được, được. Mắt nhìn thấy cái túi phồng lên, người gầy kích động cả người run rẩy. Nhìn người trước mắt này sắp sửa mắc bẫy, Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ, nếu trò lừa khác không được, vậy ta cứ làm theo biển kinh chắc là được chứ gì. Loại này gọi là trò lừa mất túi, là một trò lừa vô cùng kinh điển trong biển kinh. Đừng thấy biện pháp rất đơn giản, nhưng loại trò lừa này tối thiểu đã xuất hiện hơn ngàn năm rồi. Tuy nhiên bất kể đã qua bao lâu, trò lừa đơn giản giống nhau, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có người trúng kế. Thuật lừa gạt không nhất định phải mới mẻ cỡ nào, chỉ cần có thể sử dụng là được, lòng người vẫn luôn có tham niệm, loại lừa gạt lợi dụng mặt tối của con người này vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Chương 1136, Tọa vong đạo. Dựa theo quy trình của trò lừa mất túi, Lý Tuế sắm vai người mất bạc quay lại, nó phối hợp với Lý Hỏa Vượng diễn một hồi kịch người hát người bè. Một người nói bạc trong túi bị thiếu, làm ầm lên muốn báo quan, một người phối hợp lấy hết tiền trên người ra, tự chứng minh trong sạch. Tuy rằng biểu cảm có chút khoa trương, nhưng Lý Tuế diễn rất nghiêm túc. Rất nhanh Lý Hỏa Vượng cầm 3 quả dưa 2 quả táo lừa được từ trên người người gầy này cùng Lý Tuế rời đi, trốn ở góc khuất nhìn người gầy kia ôm túi bạc đi. Một lát sau khi người gầy kia nhìn trái nhìn phải thấy bọn họ đều không quay lại, lập tức mở túi ra. Hắn cầm lấy thỏi bạc bên trong nhét vào miệng, dùng sức cắn một cái, ngay sau đó ôm túi bạc kia vui mừng hớn hở rời đi. Hửng, chuyện gì thế này? Trên mặt Lý Hỏa Vượng không khỏi hiện ra nghi ngờ, đi theo quy trình, người này hẳn sẽ phát hiện bên trong căn bản không phải là thỏi bạc, mà là một ít miếng thạch cao. Sau đó hắn ta sẽ phát hiện mình bị lừa, mình cũng có thể lấy được phi cương do lừa được mới đúng, sao tên này lại không làm theo bài bản gì hết vậy? Cha, hắn ta không bị lừa mà, trong bao kia thật sự có một túi bạc. Lý Tuế mở miệng nói. Ta biết, ta đương nhiên biết, nhưng trong đó ta rõ ràng chỉ bỏ thạch cao, sao lại biến thành bạc rồi? Nói được một nửa, Lý Hỏa Vượng lập tức hiểu ra, xem ra thạch cao kia đã bị mình tu thành bạc. Năng lực tu chân của mình không cách nào khống chế, bây giờ lời mình nói ra là thực hiện được ngay, lời nói dối toàn bộ đều biến thành hiện thực, vậy còn tính là lừa gạt sao? Nếu bạc kia chính là bạc thật hàng thật giá thật, hắn ta tự nhiên sẽ không bị lừa, tất cả đều là thật. Hiện tại tất cả trò lừa từ trong miệng hắn nói ra đều biến thành thật, nếu đều là thật, vậy cũng không tính là lừa gạt, chỉ là trần thuật sự thật mà thôi. Tu chân không tu giả sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với tâm tố của một vị tu chân đại thành, muốn tu giả chỉ sợ cũng rất khó. Đi, chúng ta đuổi theo. Lý Hỏa Vượng không cam, lòng mà mang theo Lý Tuế, nhanh chóng đi theo tên gầy kia, muốn sửa chữa chuyện này. Đợi đến khi lần nữa nhìn thấy người gầy mặt mày hớn hở kia, hai mắt Lý Hỏa Vượng gắt gao nhìn chằm chằm cái túi đó, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, đó là thạch cao, đó là thạch cao. Cuối cùng đợi đến khi người gầy kia đi tới kỹ viện, lần nữa thò tay vào trong bọc lấy bạc ra chuẩn bị vào đó tiêu xài, hắn ta phát hiện toàn bộ bạc vừa rồi đã biến thành thạch cao. Người gầy này trong lúc nhất thời luống cuống, kinh hoàng kêu to lên, ôm thạch cao kia đi tìm Lý Hỏa Vượng tính sổ, nhưng làm sao còn có thân ảnh của Lý Hỏa Vượng. Theo lý mà nói loại trò lừa mất túi này hẳn đã coi như kết thúc, nhưng mà lần này, Lý Hỏa Vượng vẫn không cảm nhận được phi cương kia chảy vào trong cơ thể mình, tu giả vẫn không thành công. Hiện tại dường như xem ra, không thể dùng thủ đoạn tu chân đi tu giả để tìm lối tắt khác. Cũng không biết có phải hai loại xung đột hay không, dù sao tóm lại là không cho. Ây, biến thành bạc không cho thì cũng thôi đi, sao mà biến lại thành thạch cao rồi vẫn không cho. Tu giả lừa người sao mà khó thế. Lý Hỏa Vượng thử vài lần nhìn sắc trời dần dần nghiêng về phía tây, liền dẫn theo Lý Tuế đi về phía khách điếm. Đợi đi đến cửa phòng mình, vừa mới đẩy cửa ra, Lý Hỏa Vượng liền nhìn thấy Lý Tuế đang ngồi trên ghế với vẻ mặt bất mãn. Cha gạt người. Cha rõ ràng nói rất nhanh sẽ trở về. Kết quả lâu như vậy mới trở về. Nó vừa dứt lời, Lý Tuế đi theo bên người Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng lập tức cảm giác được một tia cảm giác rất kỳ lạ khiến hắn không nhịn được mà sống lưng ớn lạnh, tràn vào đầu mình từ sau gáy. Tuy rằng thứ này chỉ vỏn vẹn có một tia chút xíu, nhưng Lý Hỏa Vượng lập tức hiểu được đây là cái gì, đây chính là phi cương sao. Trong lúc nhất thời, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên hiểu được tu giả là thế nào, tu giả nhất định phải dùng giả,
lời nói dối giả tạo, đồ vật giả dối. Mình lợi dụng tu chân để tu giả, nói trắng ra, cái giả kia vẫn là thật, vậy vẫn là tu chân mà không phải tu giả. Mình muốn tu giả, tuyệt đối không thể dùng bất cứ thứ gì là thật, đồ dùng là giả, mới có thể lừa được cái giả thật sự. Thì ra chuyện là như vậy. Lý Hỏa Vượng trở nên hưng phấn, hắn cuối cùng đã tìm được bí quyết tu giả. Tu giả kỳ thực rất đơn giản, do mình nghĩ phức tạp thôi. Lý Hỏa Vượng lúc này cũng không để ý tới Lý Tuế giải thích một mình khác gì đó là ai, xoay người liền chuẩn bị khẩn cấp tiến hành một vòng lừa gạt mới. Ngay khi Lý Hỏa Vượng cảm thấy may mắn vì chuyến đi Thanh Khâu này của mình không uổng công, liền nhìn thấy thân ảnh Huyền Tẫn đã lâu không gặp từ trên mặt đất trôi ra. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1137, Tình báo 1. Nhìn ảo tượng Huyền Tẫn trước mắt, từ đầu đến cuối làm cho mình có chút khó chịu này, Lý Hỏa Vượng cảm nhận một tia phi cương nhỏ bé đó trong cơ thể mình, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Phi cương chỉ có một chút như vậy, thần thông gì của Tọa Vong Đạo cũng không dùng được, nhiều nhất cũng chỉ đủ để đổi khuôn mặt. Ngay khi Huyền Tẫn chuẩn bị nói gì đó, Lý Hỏa Vượng dựa cơ thể vào ghế, khuôn mặt rất nhanh biến hóa, rất nhanh xúc sắc 18 mặt thay thế đầu Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng học theo ngữ khí xúc sắc nở nụ cười, ha ha ha, Huyền Tẫn, không ngờ tới ta còn có hậu thủ nhỉ, muốn giết ta, không dễ dàng vậy đâu. Ảo tượng của Huyền Tẫn dừng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng Lý Hỏa Vượng cảm nhận phi cương giống như sóng biển tràn tới sau đầu mình. Trong lúc nhất thời thật sự có chút không nhịn được. Ha ha ha, ngươi tin rồi, ngươi vậy mà thật sự tin rồi. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng ngửa đầu cười to, Huyền Tẫn sao có thể vẫn không biết mình đã bị đùa giỡn. Như vậy thú vị sao? Ngữ khí Huyền Tẫn hiếm thấy trở nên có chút không lành. Thú vị, đương nhiên thú vị rồi, dù sao ngươi cũng không thiếu miếng thịt nào, tốn chút công phu giúp ta tu hành thì sao? Lý Hỏa Vượng ôm bụng, lần nữa bật cười. Nhìn thấy Huyền Tẫn không nhúc nhích, Lý Hỏa Vượng đứng lên, lấy tay lau mặt, xúc sắc kia một lần nữa biến trở về mặt Lý Hỏa Vượng. Đừng hẹp hòi như vậy, ngươi mỗi ngày tính kế người khác lừa gạt ngươi một chút thì không vui nữa. Như vậy đi, cái lần ở Địa Long lần trước chúng ta bỏ qua hết. Bất kể nói như thế nào, Lý Hỏa Vượng cảm thấy lần này đã có lời, vỏn vẹn chỉ dùng một tia phi cương, dùng lực ít mà thu hoạch nhiều, tăng lên trên 100 lần. Hơn nữa có thể làm cho Huyền Tẫn kinh ngạc, cũng coi như đã báo mối thù của Địa Long. Huyền Tẫn dường như lười tiếp lời Lý Hỏa Vượng, mở miệng nói ra mục đích của mình, lần này tìm ngươi tới, là muốn nói cho ngươi biết, Thái Sơn Thạch hắn ta khai rồi. Ồ, nghe nói như vậy, Lý Hỏa Vượng thu lại nụ cười trên mặt, lập tức trở nên nghiêm túc, có thể cho ta xem một chút không? Được, Huyền Tẫn đi tới bên người Lý Hỏa Vượng, vươn ngón tay gầy như que củi, trực tiếp khoác lên vai Lý Hỏa Vượng. Tất cả bốn phía trong nháy mắt nhanh chóng biến hóa. Đợi đến khi Lý Hỏa Vượng hồi thần lại, phát hiện mình đang ở trong một nhà giam âm u ẩm ướt, lúc mới bắt đầu đường nét bốn phía có chút lắc lư, nhưng rất nhanh liền trở nên vô cùng chân thật. Hửng, ừm, Huyền Tẫn có chút kinh ngạc nhìn bốn phía. Sao vậy? Có nguy hiểm. Lý Hỏa Vượng lập tức cũng cảm nhận được ảo giác lần này có chút không giống với quá khứ. Lấy tay sờ sờ hàng rào sắt bên cạnh, lại dùng ngón tay cảm nhận được phía trên lạnh như băng còn có gì sắt, Lý Hỏa Vượng không khỏi kinh ngạc nhìn Huyền Tẫn. Huyền Tẫn, ngươi được đó, vậy mà có thể trực tiếp đưa ta từ Thanh Khâu về Tứ Tể. Có thần thông lợi hại như vậy, trước kia sao không lấy ra dùng sớm? So sánh với ngự kiếm phi hành của quốc sư lúc trước, loại thần thông biến hóa tận mấy trăm dặm này mới có thể xưng là thần tiên lục địa. Dừng vài hơi, Huyền Tẫn chậm rãi gật đầu, sau đó mở miệng nói, ngươi cũng biết ta thích giấu riêng. Từ trước đến nay cũng không dễ dàng tin tưởng những người khác, cho nên chiêu này trước đó mới không nói cho ngươi biết. Lý Hỏa Vượng đúng thật là không nghĩ tới, có người lại có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này, đường hoàng nói ra những lời như vậy. Những chuyện này để sau hãng nói, chính sự quan trọng hơn, bây giờ Thái Sơn Thạch ở đâu? Bên này, Huyền Tẫn nói xong, dẫn Lý Hỏa Vượng đi tới chỗ sâu trong nhà giam. Khi đi dọc theo cầu thang được bao phủ bởi những lá phù đào đen, Lý Hỏa Vượng rốt cuộc đã thấy Thái Sơn Thạch bị ngâm trong làn nước đen trôi nổi không ít phù lục. So sánh với khí chất âm lãnh lúc trước, hắn của giờ phút này nhìn qua tiểu tụy dị thường. Hai mắt hãm sâu,
ấn đường biến thành màu đen, cảm giác sắp sửa chết bất cứ lúc nào. Một điểm càng đặc biệt hơn là, cái đầu của người này vậy mà đang mở ra, một cái lỗ lớn máu me nhảy nhụa cứ vậy lộ ra trong không khí. Khách hiếm, vậy mà đều tới cả rồi. Trình Bá Kiều bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người Lý Hỏa Vượng và Huyền Tẫn. Tư Thiên Giám của Tứ Tề đích thân động thủ, hỏi ra được tin tức gì rồi? Lý Hỏa Vượng lời ít ý nhiều hỏi, ngươi có thể tự mình nhìn xem. Trình Bá Kiều nói xong móc ra một cái thìa gốm sứ thanh hoa vẽ chữ phúc, trực tiếp thò vào trong lỗ thủng trên đầu Thái Sơn Thạch, tạo ra một âm thanh ma sát khó chịu, áp sát vào xương cốt đào ra một muỗng lớn. Hắn ta thả vào miệng như ăn canh trứng, bắt đầu dùng thân thể làm vật chứa, bắt đầu luyện đan. Lý Hỏa Vượng thấy một màn như vậy không khỏi nhíu mày, ta không nhìn, ngươi nói thẳng đi. Chương 1138, tình báo 2. Trình Bá Kiều chớp chớp mắt, nhai lại những thứ trong dạ dày, đơn giản nhai rồi lại nuốt xuống. Thứ hữu dụng không nhiều, nhưng từ trong đầu tên này, chúng ta biết được một đường xoay sở của Pháp giáo. Nếu như chiến cuộc Tứ Tề thất bại, bọn họ tính toán bỏ ra một cái giá lớn làm phép mời thần tiên hạ phàm. Hạ phàm? Ai? Vu Nhi Thần? Lý Hỏa Vượng không khỏi nhíu mày. Không, Vu Nhi Thần không xuống được, nếu nó có thể xuống thì đã sớm xuống rồi, cũng không đến mức để Pháp giáo làm mưa làm gió ở chỗ này. Người xuống hẳn không phải Tư Mệnh, mà là một vài thứ dưới Tư Mệnh. Trình Bá Kiều bên cạnh bổ sung, Tư Mệnh trở xuống. Lý Hỏa Vượng nhớ tới mấy thứ vất vả chờ đợi ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh kia, tương tự như Hỷ Thần. Lý Hỏa Vượng đã từng giao thủ với thứ này, không thể không nói loại tà túy này vô cùng lợi hại. Không phải, Hỷ Thần không cần mời, nó ở ngay phía dưới, ngươi hô một tiếng là tới, sự tồn tại còn lợi hại hơn Hỷ Thần nhiều. Bởi vì Thái Sơn Thạch là từ Đại Tề tới, hắn ta cũng chỉ biết những thứ này, những chi tiết khác phỏng chừng không ai tiết lộ cho bọn họ. Lý Hỏa Vượng nhìn vào, nội dung trên toàn quang kính ở một bên, nếu như nói chiến cuộc bất lợi, vậy chỉ sợ chính là hiện tại. Quân đội của Đại Lương đã đến biên giới Tứ Tề, nếu như dựa theo tình hình hiện tại của Pháp giáo, không phái binh tiếp viện, nhất định sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Lý Hỏa Vượng ngẫm nghĩ, nhìn về phía Huyền Tẫn bên cạnh, thứ ở loại trình độ này, nếu thật sự hạ phàm, các ngươi có hậu thủ đối phó không? Huyền Tẫn trả lời, chúng ta không thể chờ bọn họ mời ra rồi mới đề phòng, nếu đã biết được tính toán của bọn họ, chúng ta nên ra tay trước khi bọn họ chưa làm ra được. Phái binh ra gia quân ồ ạt đẩy qua, tự nhiên là không được, vì tránh bứt dây động rừng, tốt nhất là để cho mấy người có thân thủ bất phàm người, đi phá hoại tính toán của bọn họ. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngoại trừ ta thì không có người khác sao? Lý Hỏa Vượng bất mãn nói. Người có năng lực thì phải làm nhiều việc mà, những người khác tự nhiên cũng sẽ đi theo, nhưng chỉ có ngươi ở đây. Ta mới có thể thực sự yên tâm à, nói câu thật lòng, hiện tại ngươi còn lợi hại hơn so với ta. Đừng tâng bốc ta tạm thời vẫn không ra tay được, loại chuyện này ngươi đi nghĩ cách giải quyết. Lý Hỏa Vượng thật sự không phải không muốn đi, có thể đánh bại kế hoạch của Pháp giáo hắn đương nhiên vui vẻ. Chỉ là công pháp tu giả của hắn vừa mới bắt đầu, có thể triệt tiêu tác dụng phụ của tu chân hay không, còn chưa bắt đầu nữa. Không nghĩ cách giải quyết được phiền phức thật giả không phân biệt được này, thật sự lên chiến trường, chỉ sợ chuyện không thể dự liệu được gì đó đều có thể xảy ra. Không vội không vội. Trình Bá Kiều mở miệng, chúng ta bên này cũng phải phái gian tế trong Pháp giáo thăm dò thật giả, lúc nào ngươi có thể đi thì nói một tiếng, nếu theo kịp là tốt nhất, không theo kịp thì thôi vậy. Lý Hỏa Vượng lần nữa nhìn thoáng qua Thái Sơn Thạch si ngốc, xoay người rời khỏi nhà ra, Huyền Tẫn, nhớ mang con gái ta từ Tứ Tề về. Sau khi Lý Hỏa Vượng đi, nhà giam trở nên lặng ngắt như tờ, nhìn phương hướng Lý Hỏa Vượng rời đi, hai người nhìn nhau cười một cái, ngay sau đó cùng lúc bất đắc dĩ lắc đầu. Loại người này thật sự là không dễ ở chung a. Không sao, người này mệnh số không tốt, chờ hạo kiếp qua đi, hẳn là sẽ không tiếp xúc quá nhiều với chúng ta nữa. Trong chùa miếu hương khói lượn lờ, Bạch Linh Miểu tóc dài xõa vai hai chân ngồi xếp bằng trên bàn đá hoa sen. Tuy rằng hàm răng dữ tợn của cô lộ ra từ khóe miệng, nhưng cũng ẩn giấu kim dài nhím màu đen và vảy rắn màu xanh biếc giữa làn tóc trắng. Nhưng so với lúc trước, đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất đôi mắt trên mặt cô không nhiều không ít vừa vặn hai cái, tuy rằng một cái trong đó vẫn là mắt thú. Bốn phía đài sen vây quanh Bạch Linh Miểu là các hòa thượng của chính đức tự Đại Tề,
hai đầu gối bọn họ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, có tiết tấu gõ mõ. Bọn họ vừa gõ mõ, còn vừa niệm kinh Phật tối nghĩa khó hiểu. Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quan Âm Thế Chí tọa liên đài, tiếp dẫn Thượng Kim Giai, Đại Thệ Hoàng Khai, Phổ Nguyện Ly Trần Ai. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong tiếng niệm chú của bọn họ, thân thể Bạch Linh Miểu bắt đầu dần dần xảy ra biến hóa. Những thứ vốn không thuộc về bên trong cơ thể cô, đang chậm rãi nhúc nhích, dần dần lột xác làn da trắng bệch của Bạch Linh Miểu. Không ít hòa thượng trên thân thể xuất hiện dấu vết thú hóa của tiên gia, nhưng rất nhanh đã bị bọn họ áp chế xuống. Hai canh giờ qua đi, biến hóa chậm rãi dừng lại, đợi khi Bạch Linh Miểu buông tay xuống. Dùng bốn bàn tay nhẹ nhàng sờ về phía mặt mình, phát hiện gương mặt hoàn toàn khác hẳn kia đã biến trở về dáng vẻ mình nên có. Các bạn đang nghe truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1139, buông xuống. Bạch Linh Miểu thi lễ từ đài hoa sen, cung kính hành lễ Phật với một vị lão hòa thượng mặt mũi hiền từ rồi nói: "Phương trượng, đa tạ hao tâm tổn trí mấy ngày nay. A Di Đà Phật, nữ thí chủ đừng nói vậy, trong tu la đạo này bần tăng thật sự không giúp được gì, cũng chỉ có thể dốc hết một chút sức lực trên chuyện này." Sau khi hai người khách khí lẫn nhau một phen, Bạch Linh Miểu bái biệt Phương Trượng chính đức tự, xoay người rời khỏi hậu viện đi vào tòa chùa miếu hương khói cường thịnh phía trước. Ở bên trong tiền điện, một bức tượng Phật Tổ to lớn nằm trên bảo, hưởng thụ sự cung phụng và cúng bái của dân chúng. Bạch Linh Miểu cầm lấy bốn cây hương, sau khi lạy ba lạy với Phật Tổ như những người khác, thận trọng cắm vào bên trong lư hương. Vừa từ trong điện đi ra, một tòa thành trì hỗn độn náo nhiệt xuất hiện trong phạm vi cảm giác của Bạch Linh Miểu. Thật sự rất khó tưởng tượng, một tòa thành trì lớn như vậy vào một tháng trước vẫn nằm trong sự khống chế của Pháp giáo, nhưng đến hiện giờ lại bị bọn họ chiếm xuống, thuộc về sở hữu của Đại Lương. Những dải vải đen và cả khăn quàng mũ trắng từng phủ khắp thành trì vẫn không thấy bóng dáng đâu, nhiều hơn là ấn hoa sen màu trắng trên trán bọn họ. Thánh nữ đại nhân tới, nhanh. Con trai, dập đầu một cái với thánh nữ đại nhân. Nguyện thánh nữ đại nhân phù hộ cha con sớm ngày trở về. Chỉ cần là tín đồ Bạch Liên giáo, lập tức nhao nhao quỳ rạp sát trên mặt đất, cả con phố đại khái phải quỳ đến nửa con phố. Lúc trước Pháp giáo khuếch trương nhanh cỡ nào, vậy thì hiện giờ Bạch Liên giáo khuếch trương nhanh cỡ đó, đặc biệt là có sự trợ giúp của triều đình. Hiện tại trong thành trì đều dán cáo thị, bất kể là tin vào giáo nào, dù sao đều phải tin một cái. Bất cứ ai dám không tin giáo phái, trực tiếp chém đầu. Loại biện pháp này tuy rằng đơn giản thô bạo, thế nhưng đối với sự thẩm thấu của Pháp giáo là cực kỳ hữu hiệu. Chỉ cần tin Vô Sinh lão mẫu, vậy thì không có bao nhiêu người ký thác hy vọng lên người Vu Nhi Thần. Vu Nhi Thần nói, rồi, Vô Sinh lão mẫu đều có thể làm được, vậy tại sao không tin một cái không dễ dàng mất đầu? Bạch Linh Miểu biểu cảm ôn hòa nhìn bọn họ, chậm rãi đi qua trước mặt bọn họ. Theo tay Bạch Linh Miểu phất qua đầu một số người, làm cho những người này lập tức cảm nhận được sự mừng rỡ như điên, cảm giác như mình đã nhận được sự chăm sóc của Vô Sinh lão mẫu từ thánh nữ. Khi nhìn thấy một tiểu khất cái bị thương dãy dụa bò về phía mình, Bạch Linh Miểu đi qua, đi tới trước mặt hắn. Trong ánh mắt hắn nhìn Bạch Linh Miểu tràn ngập khát khao, thánh. Thánh nữ đại nhân, cha mẹ ta, còn có đại ca nhị ca ta đều đã chết, ta tin vào Bạch Liên giáo chúng ta. Bọn họ thật sự có thể không cần làm cô hồn dã quỷ, thật sự có thể sống ngày tháng tốt đẹp ở quê hương chân không sao. Nhìn vào cái bụng đã bắt đầu sinh dòi của đối phương, cùng với khuôn mặt vàng như sáp không bình thường một cách rõ ràng, Bạch Linh Miểu biết, hai tử này chỉ sợ không sống được mấy ngày nữa. Bất kể tại sao lại có chiến tranh, người chịu khổ vĩnh viễn là cùng một loại người. Đúng vậy, ngươi yên tâm đi, cha mẹ ngươi còn có huynh đệ tỷ muội của ngươi giờ phút này đều đang ở quê hương chân không. Đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tiểu khất cái kia, làm cho trên mặt hắn ta lộ ra sự vui vẻ tự đáy lòng. Vậy thì tốt quá, ta sắp sửa có thể được gặp mặt họ rồi. Nhìn thấy đối phương nở nụ cười vui vẻ, Bạch Linh Miểu móc ra trống bên hông nhẹ nhàng gõ lên, rất nhanh dưới sự trợ giúp của tiên gia Bạch gia, dáng vẻ thiếu niên kia lập tức hồi phục rất nhiều. Cha mẹ ngươi còn nói, để ngươi sống thật tốt, bọn họ còn mong ngươi con cháu đầy nhà nữa đấy. Ta sẽ xây lại từ đường Diêu gia chúng ta, ta sẽ cưới vợ nối dõi tông đường. Bạch Linh Miểu đứng dậy,
lần lượt an ủi những người khác với cùng một thái độ an ủi thiếu niên. Đợi đến khi cô lần nữa quay lại một chỗ đường khẩu của Bạch Liên giáo, liền nhìn thấy Lữ Tú Tài đang hết sức chuyên chú giải đáp một số chuyện tu luyện cho tín đồ Bạch Liên giáo mới. Lữ Tú Tài của hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi hình dáng so với lúc vừa tới, má trái của hắn ta lõm xuống. Hàm răng bên trong đã hoàn toàn không còn, xương quai xanh kia bọc một miếng vải đang rỉ máu, da nơi đó cũng không còn. Tay áo tay trái rỗng tuếch, tay phải cũng chỉ còn lại có bốn ngón tay không có móng tay, đi kèm với vết sẹo toàn thân kia, nhìn qua vô cùng thê thảm. Đại Thiên Lục tuy rằng có thể làm cho Lữ Tú Tài sống sót từ cái cối xay máu thịt thảm thiết dị thường kia, nhưng tương ứng với nó là hắn ta phải trả giá một chút từ trên người. Nhìn thấy thanh âm của Bạch Linh Miểu, Lữ Tú Tài nhếch miệng vui vẻ quơ quơ bàn tay chỉ còn bốn ngón tay kia về phía cô, sư nương. Đã lâu không gặp, đã gặp sư phụ ta chưa? Chương 1140, giúp đỡ, 1. Khổ đại thâm thù của Lữ Tú Tài đã biến mất, dáng vẻ đĩnh đạc kia, dường như Lữ Tú Tài lúc trước lại trở về. Bạch Linh Miểu vẻ mặt phức tạp cảm nhận vết thương không kết vảy trên người hắn, trở về đi, trở về Ngưu Tâm thôn đi. Cha ngươi chỉ là điên thôi, ông ta vẫn chưa chết, đừng quên còn có cháu gái nhỏ của ngươi nữa. Ý cười trên mặt Lữ Tú Tài vẫn treo trên mặt như cũ, không sao đâu Cẩu Oa Triệu Ngũ bọn họ sẽ chăm sóc, trước kia ta đã thề trước mặt cha, đám súc sinh pháp giáo này ta còn chưa giết đủ đâu. Chỉ cần pháp giáo còn tồn tại một ngày, ta sẽ không thể trở về. Khổ đại thâm thù của Lữ Tú Tài cũng không biến mất, chỉ là hắn ta học được cách bắt đầu giấu một số chuyện trong lòng. Bạch Linh Miểu nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tú Tài, đối phó với pháp giáo nhiều người như vậy, thêm một người như người không nhiều bớt một người như ngươi không ít, ngươi cũng nên buông xuống rồi. Có thể đoán được cứ tiếp tục như vậy, tương lai không lâu, Lữ Tú Tài thật sự sẽ chết, người chết của Lữ Gia Ban đã đủ nhiều rồi, cô thật sự không muốn Lữ Tú Tài lên con đường không lối về. Nghe thấy lời khuyên bảo của đối phương, nụ cười trên mặt Lữ Tú Tài dần dần biến mất, nhìn Bạch Linh Miểu hỏi ngược lại, vậy sư nương, người đã buông xuống chưa? Vậy sư nương, người đã buông xuống chưa? Nghe Lữ Tú Tài nói, trong lòng Bạch Linh Miểu run lên, một ít ký ức bị che giấu dâng lên trong lòng. Cô rất muốn nói mình đã buông xuống rồi, nhưng không thể nào mở miệng ra được. Nhìn thấy Bạch Linh Miểu đứng tại chỗ không trả lời, Lữ Tú Tài thi lễ với cô, xoay người đi ra khỏi đường khẩu Bạch Liên giáo. Sư nương, người không cần khuyên bảo, Lữ Tú Tài ta quả thật không có tác dụng lớn gì, nhưng cho dù ta giết thêm một tín đồ pháp giáo, vậy ta cũng chính là hữu dụng. Khi nghe được quân doanh xa xa truyền đến từng hồi tiếng trống, chuẩn bị tập kết ra khỏi doanh, Lữ Tú Tài hưng phấn kéo kiếm đồng tiền trên lưng, vừa hát hí từ vừa chạy về bên kia. Công thành ta thân về cố hương, thất bại ta mất mạng nơi đất khách, báo thù cho người thân là lẽ đúng đắn, giữ trung trinh, một thân hướng, máu sôi trào, đầy nhiệt huyết. Nghe thấy bài hát của Lữ Tú Tài dần dần đi xa, Bạch Linh Miểu trong lòng bắt đầu hơi loạn, yên lặng xoay người lại, đi vào chỗ sâu trong đường khẩu. Chỗ này là nơi phòng bị nghiêm ngặt nhất, chỉ bởi vì cất giữ chân bảo quan trọng nhất của Bạch Liên giáo. Đợi đến khi đẩy một cánh cửa ra, đi tới phía sau hai tấm bình phong, một đóa hoa sen trắng tỏa ra ánh sáng trắng xuất hiện trước mặt cô. So sánh với thời điểm phát hiện ra ở từ đường Ngưu Tâm thôn trước đó, giờ phút này hoa sen nở rộ càng lúc càng lớn. Ánh sáng nhu hòa kia cũng không còn lúc có lúc không, mà tồn tại trong thời gian dài. Vây quanh sen trắng có một vòng người, bọn họ có nam có nữ có già có trẻ, chỉ có người có tư cách nhất trong Bạch Liên giáo mới có thể tới gần sen trắng. Bạch Linh Miểu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, yên tĩnh cầu nguyện về phía đóa sen trắng 12 phẩm công đức này. Vô sinh lão mẫu, quê hương, chân không, vô sinh lão mẫu, quê hương chân không. Vừa là cầu nguyện với vô sinh lão mẫu, lại giống như đang thuyết phục chính mình, quê hương chân không có tồn tại. Đóa sen trắng trên trán Bạch Linh Miểu và sen trắng trên bàn chiếu rọi lẫn nhau, nửa người trên của cô không khỏi phân tách thành hai nửa. Hai nửa người trên đưa lưng vào nhau, bốn tay bấm ấn hoa sen treo giữa không trung một lên một xuống giống như chạc cây, cả người ngồi xếp bằng trong phòng giống như một cây thịt lùn màu trắng quái dị. Đây dường như là thủ đoạn tu luyện nào đó của Bạch Liên giáo, nhưng cuối cùng là như thế nào, cũng chỉ có Bạch Liên Thánh Nữ tự mình biết. Hai canh giờ qua đi, sắc trời bên ngoài đã dần dần ảm đạm, nhưng trong phòng vẫn được sen trắng chiếu sáng như ban ngày. Bỗng nhiên Bạch Linh Miểu ngừng lại, cô bình phục tâm tình đứng dậy từ trên bồ đoàn,
nghiêng người lắng nghe phía ngoài phòng yên tĩnh, chuyện gì? Năng lực cảm nhận của cô rất mạnh, dù là một chút động tĩnh nhỏ cũng không thoát khỏi sự phát giác của cô. Thánh nữ đại nhân, người của Niêm Can Sử Tứ Tề tới nói, bệ hạ muốn gặp ngài. Hoàng thượng của Tứ Tề, Bạch Linh Miểu không khỏi nhớ tới hai long mạch bị làm mồi nhử kia. Tuy rằng không biết đối phương tìm cái gì, nhưng nếu đã là vua một nước tìm mình, Bạch Linh Miểu tự nhiên không dám chậm trễ, mang theo người của mình liền xuất phát. Tuy rằng Tứ Tề đã diệt quốc, nhưng rất hiển nhiên, danh hiệu hoàng đế vẫn hữu dụng, cho dù ở trong thành trì chật trội này, cũng lấy một cái viện tam tiến môn làm tẩm cung. Đợi đến khi Bạch Linh Miểu nhìn thấy hoàng đế Tứ Tề, phát hiện so với dáng vẻ vô cùng chật vật lúc trước, thiếu chút nữa đã không nhận ra. Long mạch lúc trước mới từ trong vũng bùn vớt ra, trên người tất cả đều là bùn, đều nhìn không ra dáng vẻ gì mà hoàng đế Tứ Tề hiện tại. Các bạn vừa nghe xong tập 114 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.